Xin chào tất cả các em. Bây giờ thì cô sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi số 1, trang 5, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Bài đầu tiên, mở đầu về phương trình. Ở câu hỏi số 1, hãy cho ví dụ về ý A, phương trình với ẩn Y, ý B, phương trình với ẩn U. Để trả lời được câu hỏi số 1 ở trong sách giáo khoa, thì các em sẽ phải nắm được về khái niệm cũng như là dạng của phương trình một ẩn. Thì ở trong sách giáo khoa toán 8 tập 2 trang 5 thì đã nêu rất là rõ. Phương trình ẩn x thì sẽ có dạng là ax bằng bx, ở đó vế trái ax, vế phải bx là hai biểu thức của cùng một biến x. Như vậy thì đối với phương trình ý A này, phương trình với ẩn y, thì các em đã xác định được biến lúc này của chúng ta là biến y, và hai vế của phương trình thì sẽ là hai biểu thức cùng chứa biến y. Tương tự như vậy với phương trình ẩn u thì biến là biến u, và hai vế của phương trình cũng sẽ đều chứa biến u. Rồi, bây giờ thì cô sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi số 1. Chúng ta có thể nêu ra được các ví dụ như sau. Ở ý A nhé, phương trình với ẩn y này. Ý A, phương trình với ẩn y. Thì các em có thể đưa ra các ví dụ như là 5y trừ 11 bằng 0, hoặc là 2y cộng 3 sẽ bằng 4y trừ 3 chẳng hạn. Hoặc có thể nêu rất nhiều các ví dụ khác. Thì ở phương trình đầu tiên các em để ý thế này, 5y trừ 11 bằng 0, lúc này vế trái của cô là một biểu thức chứa biến y, và vế phải của cô lúc này thì là bằng 0. Chúng ta ở đây 0 thì có thể viết dưới dạng là 0y cộng 0 đúng không? Vẫn là chứa biến y, nhưng mà lúc này biến của chúng ta lại bằng 0. Tương tự ở phương trình thứ hai thì là cả hai vế của phương trình đều chứa biến y. Rồi, tương tự như vậy đối với ý B, các em có thể nêu các ví dụ như sau. Phương trình với ẩn u. Thì là 2u trừ 11 bằng 0 này. Hoặc có thể là 3u cộng 4 bằng 5u trừ 6. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng các em nêu xong hai ví dụ về phương trình đối với ẩn y và phương trình với ẩn u. Vậy là chúng ta đã giải xong câu hỏi số 1, trang 5, sách giáo khoa toán 8 tập 2.